Xin chào các bạn, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người một dự án ăn chia 95.000 token TRX, mạng TRX cực kỳ ngon đến từ BST Chain mọi người nhé. Dự án dành cho tất cả mọi người tham gia dự án. Để tham gia dự án này đó này thì cần vào link phụ tải cho mình sau hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu glam.io này cho mình. Sau khi vào đây mọi người follow kênh Twitter nhiệm vụ đầu tiên. Ở đây tích cho tôi không phải người máy này. Nhập mã captcha đây cho mình. Ok, kéo xuống, mọi người follow Twitter. Bấm theo dõi. Rồi, sau đó quay trở lại iDot. Ở đây mọi người có thể like, retweet là bài đăng luôn cho mình nhé. Đây, like, retweet. Ok, quay trở lại iDot. Tích vào con tin. Rồi nhập mã captcha tiếp tục này. Rồi tiếp theo là follow kênh Medium à. Ở đây mình đã follow kênh Medium mất rồi. Retweet là bài đăng này. Bấm OK. Sau đó kéo xuống, retweet là bài đăng. Ở đây bấm tweet lại. Sau đây thả tim. Ok, quay trở lại iDot tiếp tục. Tích vào con tin. Join vào kênh group Telegram. Bấm tham gia kênh, sau đó chat cho mình từ đây. Ok, quay trở lại iDot. Ở đây mọi người sẽ gửi username kênh Telegram của mọi người vào đây. Sau đó tích vào con tin. Rồi. Địa chỉ ví thì mọi người sẽ copy địa chỉ ví TRX ở trên ví Truth Wallet hoặc là ví Stronglink Pro nhé. Ở đây mọi người copy địa chỉ ví Stronglink Pro hơn. Rồi vào đây mọi người sao chép địa chỉ ví Stronglink Pro cho mình. Ở đây bấm sao chép này. Ok. Sau đó quay trở lại iDot. Gửi địa chỉ ví vào đây. Tích vào con tin. Ok. Và cuối cùng mọi người sẽ có một cái link red để mọi người chia sẻ bạn bè người thân tham gia dự án iDot này. Với dự án này tất cả mọi người tham gia đều nhận được token mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video dự án tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.